chào các bạn. Hôm nay Khanh xin chia sẻ với các bạn về cái cách thay bánh xe dự phòng của chiếc Honda City cho cả phiên bản CVT G hay là phiên bản L Top là đều giống nhau. Thì đầu tiên Khanh giả sử với các bạn là cái bánh xe sau chúng ta là bị xẹp lốp, thì các bạn phải thứ nhất là giúp giùm Khanh là kéo cái phanh tay lên. Đây, kéo phanh tay lên. Rồi, chúng ta nhấn nút đây. Nhấn nút ưu tiên. Rồi, chúng ta bật cái cốp sau lên. Thì khi mà các bạn là nhấn kéo phanh tay lên thì các bạn lưu ý là phanh tay nó sẽ gài các bánh xe lại, giúp cho chiếc xe của chúng ta sẽ không bị trượt ra. Rồi, các bạn lưu ý giúp giùm Khanh, đây là bánh xe dự phòng. Thì đây, phía dưới đây là con đội. Đây, chúng ta phải mở con đội ra, đem ra. Rồi, các bạn lấy giùm Khanh bộ đồ nghề luôn. Tại sao phải lấy bộ đồ nghề? Tại vì trong bộ đồ nghề này nó sẽ có cái tay quay cho các bạn và tiếp mở lớp. Đây là tiếp mở lớp và đây là tay quay. Các bạn nhớ giúp giùm Khanh á, là ở trên cái con đội á, nó có một cái rãnh. Cái rãnh này nó sẽ tương ứng với lại cái sườn xe của chúng ta, và nó sẽ phải lọt vào cái rãnh mới giữ lại chiếc xe được. Rồi, các bạn đưa cái cây này vào, chúng ta bung nó lên. Rồi, các bạn nhớ giúp giùm Khanh, đây là vị trí sườn xe. Đây là vị trí sườn xe nè. À, chúng ta đưa nó vào. À, xin mời. Đây mình quan sát phía dưới. Đây. Chúng ta gờ vào nhé. Đây. Chúng ta buông to ra. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái móc này móc vào, và chúng ta sẽ cài cái lỗ chính giữa của cái tiếp mở lớp á. Ta gài vào để chúng ta quay cái bánh xe lên. Các bạn lưu ý giúp giùm Khanh á, là trước khi quay cái bánh xe lên á thì các bạn phải mở bốn con ốc này ra. Tại sao mà phải mở bốn con ốc này ra? Tại vì khi quay bánh xe lên có thể là cái bánh xe này sẽ quay vòng vòng và chúng ta không thể nào mở được cái lốp xe. Thì mở lốp xe theo nguyên tắc á, là mở ngược chiều kim đồng hồ. Các bạn giúp giùm Khanh, mình thao tác rất là tiện. Chúng ta vịn một chân và vịn cái tay vào trong sườn xe nè. Chúng ta một chân chúng ta đạp lên, mở ngược chiều kim đồng hồ nha, nhấn xuống. Đây, rồi bốn con ốc luôn. Rồi, sau khi mà đã xả xong bốn con ốc rồi á thì các bạn xả nhẹ nó ra luôn. Đây, xả nhẹ nó ra luôn. Rồi. Và chúng ta quay cái bánh xe lên. Chúng ta làm nó mất khoảng đâu 15 phút thôi các bạn. 10-15 phút thôi. Mình quay bằng cái tay này chúng ta phải giữ lại nha. Và cái tay này chúng ta quay. Quay đến khi nào bánh xe nó vừa hỏng lên tới thôi. Các bạn thấy nó đang lên á. Rồi, đã lên rồi. Thì chúng ta sẽ mở nó ra nhẹ nhàng thôi. Đây, mở ra. Khi mà chúng ta mở ra thì các bạn Khanh thao tác hồi nãy nó hơi bị ngược á, các bạn nhớ giúp giùm Khanh là mình phải mở chéo nha. Và khi mà vặn vào thì chúng ta phải vặn chéo luôn. Rồi,
khi chúng ta đã lấy bánh xe ra rồi, đây gỡ nhẹ nó ra thôi. Cái logo này á, là chúng nó là cái nắp nhựa, thì chúng ta dùng cái cây này nè, chúng ta chọt phía sau. À, đây chúng ta khổ vào. Đây nó đã bung ra rồi. Chúng ta lăn cái bánh xe vào ngay cái sườn xe. Chúng ta để. Tại sao Khanh phải làm thao tác này? Nhiều khi á chúng ta đậu ngay dốc hoặc là ngay cái chỗ mà bùng nó lúng xuống á, nếu các bạn mà để không để cái đồ chêm cái bánh xe dự phòng ngay vị trí sườn xe thì trong trường hợp xấu nào đó cái con đỡ chúng ta sẽ bị sụp xuống. Và khi con đỡ bị sụp xuống rồi á thì nó sẽ dập tay hoặc dập chân của các bạn á. Rồi chúng ta sẽ lấy bánh xe dự phòng ra. Để lấy bánh xe dự phòng ra thì các bạn phải mở cái tay vịn nha. Chúng ta mở khóa gài nè. Rồi, chúng ta đem bánh xe ra. Bánh xe của City thì nó tương đối nhẹ, các bạn có thể lăn hoặc là xách nó lên. Còn bánh xe CRV thì nó rất là nặng. Rồi. Chúng ta di chuyển vào. Thì di chuyển tới đây rồi thì các bạn kê nó sát. Các bạn ngắm cái vị trí ốc á, nó vừa đúng là chúng ta đẩy vào thôi. Đây vừa đúng à. Rồi thì chúng ta bặn con ốc thôi. Vào rồi chúng ta sẽ dùng cái nắp này chúng ta gắn trả lại. À, cái này thì Khanh chưa siết cứng, tại vì á là khi mà các bạn chúng ta muốn siết cứng á thì chúng ta phải hạ cái xe xuống nha. Rồi. Chúng ta xả nó ra, hạ nó xuống. Cho bánh xe chạm đất. Rồi bánh xe đã chạm đất rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ siết cứng các con ốc lại. Rồi chúng ta đứng mép bên đây nè. Các bạn đạp nó thôi. Rồi, trên đây thì Khanh đã hướng dẫn cho các bạn cái cách thay một cái bánh xe dự phòng như thế nào. Thì các bạn về mình thao tác lại nha, nó mất khoảng đâu 10-15 phút của các bạn á. Thì nãy giờ Khanh làm cũng 10-15 phút. Thì các bạn có thể làm nhuần nhuyễn hơn, chuẩn xác hơn. Dạ, xin cảm ơn và xin chào.